Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi 40. Vịt đến nghe kinh. Mùa hè năm 1952, tại chùa Tây Lạc Viên, Ngài giảng kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Thính chúng đến tham dự, lãnh hội được nhiều điều lợi lạc. Một hôm khi Ngài giảng đến đoạn cuối của Phẩm Phổ Môn, chợt có một con vịt nhỏ từ bờ dậu phía ngoài cửa chùa lẻn qua hàng rào, đũng đa đũng đỉnh băng qua sân vườn và bước vào nằm trước cửa chánh điện. Nó im lặng và chăm chú, giống y như là một người đang nghe pháp vậy. Có người thấy con vịt nằm chấn lối đi nên đã dùng quạt đuổi nó. Vịt đi không lâu rồi lại trở vào, họ lại xua nó ra. Vịt ta ổng ảnh bỏ đi một lát rồi lại trở vào, cứ vài lần như thế. Cuối cùng vịt ta trở vô ngừng ngay ở trước cửa chánh điện, kỳ này nhất định không chịu đi. Khi biết nguyên nhân của tiếng ồn ào phía trước cửa, Ngài bảo đại chúng đừng đuổi vịt nữa, rồi truyền tam quy y cho nó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khi Ngài thuyết tam quy y xong, vịt bỗng đứng dậy lạch bạch đi thẳng vào chánh điện, nhiễu vòng quanh bồ đoàn về phía phải, rồi cúi đầu nằm xuống ra dáng như đảnh lễ. Đợi mãn khóa giảng, vịt ta mới rời khỏi pháp hội. Như lời Phật thuyết, chúng sanh đều có Phật tánh. Câu chuyện này là một chứng minh cụ thể vậy. Ha ha ha, 闻三摩地所